Một thở ra, hạ xuống, mắt nhìn xuống giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, xoay cúi xuống. Rồi, thẳng cổ lên, hít sâu vào, ngửa cổ ra sau. Thở ra, tập cổ. Hít sâu vào, xoay phải, nghiêng người qua, nghiêng đầu qua phải, thở ra. Tay mình kéo căng, cảm nhận sâu. Trở về giữa, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, cảm nhận sâu, cổ bên phải căng. Hít sâu vào, xoay nhìn phải, thở ra. Hít sâu vào, xoay trái, thở ra. Hít sâu vào, cúi xuống thớp bụng, thở ra. Xoay từ từ, xoay tròn đều các đốt sống cổ, thở ra. Xoay ngược lại, mời tập tay. Hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay hai lưng bàn tay. Đưa tay phải qua đem chặt vào, kéo vào hít, đẩy ra thở. Trả về. Kéo vào, đẩy ra. Trả về. Kéo vào, đẩy cao lên giữ lại. Hạ xuống, trả về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, trả về, kéo vào, đẩy lên, trả về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống, trở về, thả lỏng tay. Dùng lực tay đặt cạnh đầu gối. Xiết cơ bụng lên. Chống mạnh tay xuống. Nâng mông lên. Giữ hàng, chị Hương giữ ha. Hạ xuống. Xiết cơ bụng lên. Xoa bóp nội tạng, tăng cường thể lực. Xuống. Ba lên. Xuống, bốn lên. Recording in progress. Xuống, năm lên, xuống sau lên. Hạ xuống, tháo chân ra, vũ hai chân thả lỏng ra, hít thở sâu. Rồi lấy dây đi nào. Lấy dây và ngồi ở tư thế kim cương. Ngồi tư thế kim cương. Gấp đôi dây lại, gấp đôi cộng dây lại. Rồi cầm căng lên nè, hít vào. Cầm căng lên rồi suy nghĩ vô khớp vai của mình. Từ từ xoay cái tay phải, xoay cái vai phải ra sau. Xoay ra sau.
Rồi thẳng tay trái xoay ra sau, thở ra. Cả hai tay đều phải thẳng nha. Ngồi xuống đi Xuân. Lên, hít vào. Xoay cái tay phải về trước. Rồi xoay tay trái về, thở ra. Cầm mắt từ từ, cảm nhận gần lại với nhau. Cầm xa quá không mở vai. Hít vào, xoay tay phải ra sau. Rồi xoay tay trái ra sau, thở ra. Hít vào, xoay lên. Rồi xoay lên, thở ra. Hít vào, xoay tay phải ra sau. Nè, giữ nè, cảm nhận nè. Khi kéo nè, tác động vô khớp vai. Tác động sau vô, giữ, hít thở. Xoay tay ra sau. Để ý vào khớp vai nha. Xoay tay phải lên. Xoay tay trái lên. Cầm gần vô, từ từ. Cầm gần vào để tác động sau vào nữa. Xoay tay phải ra sau. Rồi, nắm nhịp đi nào. Nắm nhịp. Căng vào khớp vai. Căng sau. Căng sau. Căng sau. Xoay về luôn. Xoay tay phải rồi xoay tay trái ra sau. Rồi, xoay tay phải lên. Nhịp đi nào. Nhịp, căng, nhịp. Nắm hai đầu dây gần lại. Nắm xa quá không có tác động gì vô khớp vai hết. Trong khi mình tập dây là để hỗ trợ mở vai. Cầm hai tay gần vào. Xoay lên. Giờ mình đổi xoay khớp vai trái ra sau trước nè. Xoay tay trái ra sau. Rồi xoay tay phải ra sau. Cảm nhận. Xoay tay trái lên. Rồi xoay tay phải lên. Xoay tay trái ra sau. Xoay tay phải ra sau. Xoay tay trái lên. Xoay tay phải lên. Xoay tay trái ra sau. Xoay tay phải ra sau. Xoay tay trái lên. Giữ đây. Căng. Xoay tay phải lên. Tiếp tục nào. Xoay tay trái ra sau. Xoay tay phải ra sau. Rồi, xoay tay trái lên. Rồi, xoay tay phải lên. Rồi, xoay tay trái ra sau. Nhịp đi nào. Nhịp. Nhịp căng. Nhịp căng, cảm nhận, hít thở. Vào khớp vai thêm nữa. Mở khớp vai. Rồi, xoay tay lên. Lần này cả hai. Cả hai tay mình luôn nè. Hít vào, xoay cùng một lúc. Hai khớp vai ra sau, thở. Thẳng tay nha, hai tay đều thẳng. Hít vào, từ từ. Nâng lên, ôi, xoay lên. Cẩn thận để ý. Không quá rộng mà cũng không quá chật. Không quá chật, chỉ nếu không xoáy khớp. Nè, xoay ra sau. Thẳng tay, xoay ra sau. Hít vào, thẳng tay. Xoay lên, thở. Hít vào, xoay ra sau, thở. Đó. Hít vào, xoay lên, thở. Đó, hít thở đi nào. Tiếp tục nào. Hít vào, xoay ra sau, thở. Hít vào, xoay lên. Hít vào, xoay ra sau. Hít vào, xoay lên, suy nghĩ vào khớp vai. Suy nghĩ vào khớp vai. Hít thở. Xoay ra sau. Xoay ra sau, giữ. Rồi, nhịp, 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 giữ. Nâng tay lên và nhịp. Khi xoay ra sau rồi, nâng tay lên và nhịp. Nhịp. Nâng cao lên. Cao lên. Cao lên. 5 4 3 2 1 cúi xuống, bật tay cao lên, thở ra, mông vẫn chạm gót. Rồi, nhịp tay lên. Nhịp tay sau lên. Nhịp lên, thở. Nhịp lên.
5 4 nhịp lên 3 2 1 nó người lên hạ tay thả lỏng ra hít thở sâu vào 2 tay buông dây xuống 2 tay đan lại hít sâu vào kéo căng ra sau ưỡn căng lồng ngực rồi thở ra buông ngang tay 2 tay đan ra sau cúi xuống bật tay ca lên thở ra bật tay ca lên thở ra hít vào nâng lên rồi đan tay lên kéo ra sau căng vào mở vai căng vào thở ra tay mình ra sau đan lại cúi xuống thở ra hít sâu vào lên đan tay lên giữ lại nghiêng người qua phải thở ra nghiêng hông thở ra kéo căng tay hít sâu vào nghiêng qua trái thở ra nghiêng qua trái thở ra hít sâu vào nghiêng qua phải thở ra lên hít sâu vào nghiêng qua trái thở ra nghiêng qua giữ nâng lên hít sâu vào hai tay đặt lên vai xoay tròn khớp vai xoay khuỷu tay về trước chạm nhau mày xoay hai khuỷu tay về trước chạm vào nhau rồi mở quạt rộng ra xoay và mở quạt rộng ra xoay ngược lại xoay ngược lại hít thở sâu hít vào hai tay dang ngang nghiêng người qua phải co cẳng tay xuống thở ra kéo căng tay trái qua đầu thở ra đừng mọc người xuân co tay mà người không tới thì thẳng tay lên nghiêng vừa lên hít sâu vào mở rộng lồng ngực ra nghiêng người qua trái thở ra nghiêng người thở ra giữ hít thở sâu hít thở sâu vào hít sâu vào lên nghiêng phải thở ra hít sâu vào nghiêng trái thở ra hít sâu vào lên nghiêng phải thở ra giữ lại hít thở sâu vào giữ 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào đổi bên thở ra giữ lại 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào rồi nhìn đây vẫn hồi mông trên đó rồi hai tay mình vịn vào gót chân hít sâu vào từ từ quỳ lên vươn tay trái lên và tay phải vẫn chống lên gót chân thở ra vươn lên và căng người ra sau nếu như cột sống cứng chống hai mũi bàn chân lên chống hai mũi bàn chân cho gót chân cao lên rồi xuống hít sâu vào gập người xuống thở ra lên hít sâu vào rồi chống tay lên gót chân trái đi nào vươn tay lên thở ra lên hít sâu vào gập người xuống thở ra hít sâu vào lên chống tay
phải lên gót chân trái, thở ra, chống chéo qua luồng, đẩy căng hông, lên, hít sâu vào, gọt xuống, thở ra, nhịp nhàng nào theo hơi thở, lên, hít sâu vào, chống tay trái lên gót chân phải, thở ra, căng lên, thở ra, lên, hít sâu vào, gọt người xuống, thở ra, khởi động cột sống kỹ vào để mình hỗ trợ tập với dây để mở khớp vai lưng trên. Rồi cuộn người lên và chống tay lên bò mèo, tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, duỗi hai tay về trước, dựng đùi lên, đùi góc vuông và đặt ngực cầm xuống, ép vai, ép lưng xuống, thở ra, ngực cầm xuống, ép vai, ép lưng, đẩy căng mông lên, căng mông chân, đùi mình là góc vuông, giữ siết cơ bụng, thở, đặt ngực cầm xuống và tiếp tục nè, chống chân và duỗi thẳng gối luôn nào, chống chân, đặt ngực cầm xuống, duỗi thẳng gối ra, thở đi nào, hít thở sâu, duỗi thẳng gối, ngực cầm xuống, siết sâu vào lưng trên, căng, hạ xuống, thu tay về, chân người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, chân người lên, rắn hổ mang, uốn cong lưng, hạ người xuống, trán mũi chạm sàn, thở ra, hạ người xuống, lên, hít sâu vào, hít sâu vào, rắn hổ mang, uốn cong lưng, hạ người xuống, thở ra, cảm nhận từng đốt sống lưng. Hít sâu, chị Hương nằm lui lại, chị Hương lui lại chứ để không thấy chị. Hít sâu vào, trương người lên, mở vai gì nào, mở vai, ưỡn ngực, siết mông, đùi, bụng, ngã ra phía sau, uốn cong lưng, uốn cong lưng, giữ lại, mở vai, ngã, thở ra, mở vai, siết mông, đùi, ngã, thở, từ từ hạ người xuống, thở ra, lần nữa nào, lên, hít sâu vào, gấp chân lên luôn, hai mũi chân chạm vào nhau, rồi chống tay và ngã lưng ra sau đi nào, uốn cong lưng, thở ra, gấp mũi chân về phía đầu, gấp mũi chân về phía đầu thêm nữa, ngã ra sau, thở ra, hít vào, chống tay chân và đẩy lên chóp mặt, thở ra, đẩy cao mông lên, chóp úp mặt, cúi xuống, rút bụng, thở ra, cúi xuống, ép sâu, thở ra. Rồi mời lớp lấy dây đi nào, lấy dây và trồng vô cái khoen đó, tạo thành một cái khoen móc, trồng vô cổ chân phải, trồng vào cổ chân phải, xong rồi mình kéo cái sợi dây về phía trước cái bàn chân, kẹp vào ngón chân cái này với ngón chân giữa lại, kẹp vào đó nha, nhớ kẹp lại, rồi vào tư thế chóp mặt đi nào, cái cọng dây để nó lên trên, vào tư thế còn chóp mặt nè, cúi người xuống, thở ra, đẩy tới bước chân trái lên bằng hai tay, hít sâu vào, vào tư thế chiến binh đi nào, tấm gối trái, hai tay đặt lên gối, ngã ra sau, thở ra, ngã ra sau, thở, ngã, thở. Rồi bây giờ lấy tay phải nắm dây lên, hít sâu vào, rồi tay phải mình nắm dây và xoay cái khuỷu tay
Nắm luôn tay trái ra sau, nắm theo dây và đi theo đi nào. Thở ra, hai tay mình đi theo dây, kéo căng ngã người ra phía sau. Thở ra, chắp chân vào, khép hai khuỷu tay lại, khép hai khuỷu tay, xoay hai nè, xoay tay ra sau, nắm dây, nắm dây, lần tay ra sau, nắm dây, ưỡn ngực, ngã thẳng gối sau. Thở lên, hít sâu vào, hạ đầu gối phải xuống đi nào. Hạ đầu gối phải xuống, tiếp tục nữa, tiếp tục tay mình nhấn hông xuống, tay mình vẫn nắm dây, lần tay và ngã ra sau, kéo căng nè, kéo căng hai cái tay mình, bung cái dây ra nữa, thở ra, bung để mở vai và mở lưng đi nào. Tiếp tục kéo lần tay, kéo nữa đi nào, thở, lần tay nhấn hông xuống, ngã thở, căng vai ra, căng thêm, 5, 4, căng thêm, 3, 2, 1, hít vào, rồi từ từ hạ dây xuống đi, hạ dây xuống và hạ gối phải nè, xoay người qua đặt sâu nách tay phải lên đầu gối trái, chắp tay lại xoay mặt nhìn lên, thở ra, vặn người đi, thở ra, đúng rồi, vặn sâu, thở ra, trở về, hít sâu vào, trả lưng nè, đẩy mông mình ra phía sau, rồi đặt bàn chân phải trái xuống, đặt bàn chân, không dựng bàn chân, đẩy cái mông ra phía sau xuống, đẩy ra sau, rồi trường lưng tới, gập lên, thở ra, trường người và gập sau lên chân, cảm nhận căng gân kheo, thở ra, cảm nhận sâu vào, căng gân kheo thêm nữa đi nào, thở ra, hít sâu, thở ra. À, đẩy hạ đầu gối sau xuống, chị Hương tập trung nghe, rồi đẩy cái chân mông mình ra sau cho chân trước thẳng, đẩy cái mông, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, gập lên, gập lên, rồi trở về nè, tấn gối chống tay và rút chân về tư thế bờ lanh đi nào, rút chân về bờ lanh, hít sâu vào, rút rốn, thở ra, xít sâu, bụng thẳng người, bàn tay chị Hương ngay dưới vai, bàn tay ngay dưới vai và tay rộng bằng vai, góc vuông, võng đủ kiểu luôn. Phương Mai ơi, rút rốn lên, chắc cơ bụng, không võng thắt lưng. À, bờ lanh là không có võng, không có cong. Rồi lưng của Dung tốt nhưng mà đầu cứ rụt cái đầu kìa. Duỗi cổ ra, duỗi cổ ra Thủy, rụt cổ. Trong đây đó là Trung nè, Hiên nè, Thịnh nè, Thủy, ok. Thủy An rút rốn lên xí, Thủy An rút rốn lên, thắt lưng lên Thủy An. Chung tay xuống, tấm ván thấp xuống. Trường lên, rắn chóp mặt, trường lên, thân không chạm sàn. Chóp mặt, nâng hông lên, chóp mặt thở ra. Nâng hông lên, cúi xuống thở ra. Đi bộ tại chỗ đi nào. Thở, 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 thở. Đi bộ tại chỗ, hít thở sâu. Rồi, tiếp tục luôn. Hít vào, chân trái ra sau, lên. Chân trái ra sau, bật cao lên. Đẩy tới, co gối chạm mũi, xiết cơ bụng lên, thở ra. Hít sâu vào, hai thở ra, rút rốn, xiết cơ bụng lại. Hít sâu vào, ba thở ra, xiết sâu. Hít sâu vào, bốn thở ra. Hít sâu vào, năm thở ra, xiết sâu cơ bụng giữ, gối chạm mũi. 5, 4, 3, 2, 1, đặt đầu gối lên giữa hai tay để tập con bồ câu. Hít thở sâu. Rồi, chống tay nhẫn mông lên đi nào. Chống tay nhẫn mông lên, ép mông xuống, đặt đầu gối giữa hai tay, tập bồ câu chung, kéo đầu gối lên, đặt mông ngồi xuống,
Rồi, xuôi chân phải ra sau. Ép xuống. Xuôi chân ra sau, tiếp tục ép mông xuống. Xuôi chân ra sau, ngã lưng ra sau, thở ra. Ngã ra sau đi nào, nhấn hông ngã thở. Nhấn hông ngã thở, giữ vai và hông ngang nhau. Nâng lên, hít sâu vào, gấp chân phải lên, tay nắm dây. Gấp chân phải, rồi tay phải ra sau nắm dây. Nắm dây và xoay khuỷu tay lên, thở ra, xoay lên đi nào. Rồi đưa tay trái lên và nắm dây, kéo người bung cao. Kéo chân bật ra, tay mình bật căng. Hai lực đối kháng nhau. Hai lực đối kháng nhau đi nào. Chân thì bật ra, tay thì nắm chắc dây lại. Rồi chân bật ra để mở khớp vai, mở lưng, thở, đúng rồi. Mở, thở, tiếp tục đi nào. Mở, thở ra. Chân bật ra ngoài, tay nắm gấp cái cẳng tay, đúng rồi Phương Mai, rất tốt đó Phương Mai. Suy nghĩ vô rất tốt về khớp vai và lưng. Khớp vai và lưng của chung. Kéo ra phía sau thành trịnh, kéo ra sau. Kéo ra, chân bật ra phía sau nữa thành trịnh. Rồi Xuân cũng vậy. Cái khuỷu tay của Xuân đó, Hiền tốt đó Hiền, đúng rồi. Đó, đang tập đúng đó. Thủy An tốt, Thủy tốt, đúng rồi. Rất tốt, hít thở đi nào. Đó, đúng rồi, Xuân bắt đầu vô. Khép khuỷu tay lại. Nắm xuống nữa, khép khuỷu tay, nắm xuống. Khép khuỷu tay và nắm. Chung suy nghĩ vô khớp vai đi em. Có dây hỗ trợ rồi, thả lỏng nó đang đau, cô biết nó đau. Thả lỏng thêm, thả lỏng thêm. Thả lỏng thêm nữa. 5, 4, suy nghĩ vào lưng trên à, bật chân ra nữa đi Thủy An. Bật chân ra, bật ra, tay nắm y vậy, bật ra. Khớp vai đi theo luôn em, khớp vai thả lỏng theo. Đúng rồi, suy nghĩ vô thêm, suy nghĩ vô nữa. Đúng, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Rồi, trở về đi, trả lưng. Thở ra, gập xuống. Thành trịnh, khớp vai vẫn chưa ok nha. Tại sao mà ở tư thế này lại gồng vai lại? Tư thế bánh xe lên thấy cũng ok, mà tư thế bồ câu này lại khớp vai không thấy mở nhiều. Đúng rồi Xuân, tốt quá Xuân. Em phải khép khuỷu tay về phía đầu mình Xuân, đừng để quạt rộng ra. Em quạt rộng ra là nó không có mở vô vai. Rồi nâng người lên. Nâng người lên, hít vào. Rút chân trái ra sau, bật ca lên, cúi xuống thở ra. Cúi xuống thở. Hít vào. Đẩy tới và hạ đầu gối trái xuống. Co đầu gối trái xuống sàn luôn, đặt xuống sàn. Đặt xuống sàn, đầu gối trái đặt xuống sàn. Rồi từ từ hạ người. Không, mình vào thế khác luôn. Co cái đầu gối xuống. Chân trái ra sau nè. Đẩy tới nè, co đầu gối hạ xuống nè. Rồi, mình hạ người xuống. Từ từ nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm xuống và bung cao cái chân phải lên. Hai tay nắm dây. Kéo lên, mình phải thả lỏng như vậy nè. Phải thả lỏng, bung cao lên, thở ra. Nắm dây và bung cao lên, thở ra. Gấp chân phải về phía đầu mình, chạm về đầu mình, kéo thở. Chạm về đầu mình, kéo đi nào. Kéo căng, thở ra, hít thở sâu. Kéo căng, thở ra. Nằm xuống luôn Chung ơi. Nằm xuống luôn. Rồi, chỉ chịu đầu gối với mũi chân sơ sơ. Chủ yếu bung chân lên. Đúng rồi, Thủy, khuỷu tay để ý. Rồi, kéo căng, bật cao lên, đừng lệch hông Mai. Không có lệch hông. Thủy An, nằm xuống luôn Thủy An ơi. Nằm xuống luôn đó. Hiên là đúng nhất. Hiên là đang ok. Nhưng tay kéo thêm đi Hiên. Kéo dây vô đi Hiên.
kéo kéo nữa Hiền, hai tay thẳng về phía trước, rồi hai tay thẳng về phía trước luôn, nắm dây, kéo kéo, đúng rồi, gấp chân về đầu, đúng rồi, suy nghĩ vô, gấp chân về đầu, căng vô vai vô lưng trên luôn, căng vai căng lưng trên luôn, bung chân lên Thịnh ơi, thành Trịnh ơi, bung chân lên rồi kéo 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 kéo, thế này lại xương tốt nè. Đó, bởi ba hồi người này tốt cái chỗ này, ba hồi tốt cái chỗ kia, chứ không phải ai lúc nào cũng là điểm mạnh của mình đâu. Rồi từ từ hạ xuống đi nào, hạ xuống, chống tay lên, chống chân về, chóp mặt thở ra, về chóp mặt đi bộ tại chỗ, thả lỏng sâu, hít thở vào, rồi đổi chân đi, trầm cọng dây qua đổi chân. Đổi chân vào thế chóp mặt, thở hết hơi ra, hít vào, đẩy tới bước chân phải lên bằng hai tay, bước lên, nâng người lên chiến binh, đặt hai tay lên đầu gối, đúng rồi, rồi ngã lưng ra sau, thở ra, đầu gối sau thẳng ra, nâng lên nếu được, còn chị Hương thấy nặng quá hạ đầu gối cũng được ha. Rồi Xuân nâng đầu gối lên đi Xuân, chống tay lên đầu gối trước, nâng đầu gối sau, ngã, chống đẩy ngã, chống đẩy ngã, thở, chống đẩy ngã, thở, thủy tốt nè, hít thở, thành Trịnh ược nè, gối sau cho thẳng thêm, nâng lên, hít sâu vào, rồi lấy tay nắm dây, xoay lên, xoay ở thế bồ câu, căng ra sau, mở vai ra sau, xoay tay và mở ra sau, thở ra nè, căng ra, căng thêm, căng thêm, tay mình phải bung xa ra nữa, bung ra nè, bung ra, bung ra, ưỡn căng lồng ngực và bung thêm, bung, bung thêm nữa, thở, thở, thở lên, hít sâu vào, hạ đầu gối sau xuống đi nào, tấm đầu gối trước, hạ đầu gối sau xuống, thở ra, tiếp tục, tiếp tục mở thêm, hít sâu vào, rồi tấn gối và xoay tay ra sau đi, thở ra, nắm dây kéo bung cái tay mình ra, nhưng đừng quạt rộng ra ngoài, khuỷu tay xu hướng về phía trước, rồi nắm và kéo bung ra phía sau, nắm kéo ưỡn căng ngực, bung ra sau nữa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thành Trịnh tốt hơn rồi đó, Hiên tốt đó. Hít thở, hít thở 5, hít thở 4, hít thở, đùi sau phải hạ xuống đó, Dung, Dung duỗi chân chưa đủ cho nên nó cái đầu gối còn gần ở đó, đầu gối hạ thấp xuống, lên, hít sâu vào, rồi buông dây xuống, trường tới đặt đầu, nách tay trái lên đầu gối phải, vặn người chắp tay xoay mặt nhìn lên, thở ra. Chị Hương ơi, lên chị Hương. Đây, nhìn người mẫu đây. Đó, vặn người qua. Chống bàn chân rồi. Vặn người ra, xiết sâu bụng thở ra. Đúng rồi, thở 5, 4, 3, đúng rồi, 2, 1. Những tư thế này là tư thế nghỉ mệt đó. Hít sâu vào, từ từ đẩy lùi mông mình ra phía sau, thẳng đầu gối để trả lưng, thở ra, đạp bàn chân xuống luôn, thở ra, trả lưng, thở. Xuân ơi nè, Xuân nhìn người mẫu nè, Xuân ơi, thở, gập lên, thở, rút cái rốn lên, nhìn cái gì, thở, nhìn gì, đang làm cho người làm người mẫu rồi tự nhiên chạy lại, Chung đang cho em làm người mẫu mà em chạy lại,
Ép sâu, thở, ép sâu, thở. Hít vào, lên, rút chân về, chóp mặt, thở ra. Bật cao chân phải lên, bật cao chân phải lên. Đẩy tới co gối chạm mũi, siết cơ bụng, thở ra. Cong lưng cao lên, nhón cao gót chân trái, đúng rồi. Hít sâu vào, bật cao chân lên, thở ra. Hít sâu vào, đẩy tới co gối rút rốn, thở ra. Bốn, hít sâu vào, bật cao chân lên, đẩy tới co gối thở ra, gối chạm mũi thở. Hít sâu vào, lần cuối thở ra, giữ lại. Hít thở sâu vào, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Kéo gối lên giữa hai tay để vào tư thế con bồ câu. Kéo đầu gối lên, ép hông xuống. Kéo gối, ép hông xuống thêm. Xít sâu, thở. Rồi, từ từ ngã người ra phía sau nữa. Cân chỉnh vai lại, hông lại cho ngang nhau. Thành trịnh tốt đó. Cân chỉnh vai và hông ngang nhau. Kéo căng người ra sau, chị Hương tốt đó. Hít thở đi. Đúng rồi, hít thở. Hít thở. Rồi, gấp chân lên. Lấy tay nắm dây. Xoay lên, thở ra. Xoay cái khuỷu tay lên, rồi từ từ nắm tay phải lên. Ép căng, ép căng, ép căng. Chân bật ra sau. Tay thì nắm dây. Để kéo cái khuỷu tay ra sau nữa, đi thành trịnh. Cố thả lỏng suy nghĩ vào lưng trên và khớp vai. Ngã ra sau, ngã thêm, ngã thêm. Ưỡn căng lồng ngực, mở vai, mở lưng thêm. Ưỡn căng ngực thêm, mở vai, mở lưng nữa đi nào. Hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu. Tiếp tục thả lỏng, hít thở sâu. Nâng người lên, gập xuống, thư giãn đi. Thở ra, thư giãn sâu vào. Điều hòa hơi thở lại. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Nâng lên, hít sâu vào. Rút chân về tấm ván. Rút chân về tấm ván. Rồi, tấm ván siết cơ bụng giữ. Siết cơ bụng giữ. Chùng tay xuống tấm ván thấp. Siết cơ bụng giữ. Trường lên chó ngẩng mặt hít sâu vào. Chó úp mặt thở ra. Ép xuống thở ra. Chân trái, chân phải ra sau hít sâu vào. Đẩy tới rồi hạ đầu gối xuống, từ từ nằm xuống. Để ép vào lưng luôn nào, đặt ngực cầm xuống rồi từ từ chịu đầu gối với mũi chân trái, chân phải ở đó. Tay nắm dây và xoay lên, bật cao chân, đúng rồi. Cứ thả lỏng, đúng rồi. Thẳng hai tay về trước. Rồi, bật cao cẳng chân lên. Tay mình cũng kéo căng bung vào vai, vào lưng, thở ra đi nào. Thở ra. Xoay, 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 thở ra. Nắm dây, chung dây của chung đâu rồi? Nắm dây. Nắm dây và bung cao lên cho chân mình, mũi chân về phía đầu. Mũi chân về phía đầu thêm nữa, thở ra. Hít thở sâu thêm nữa nào, thở ra. Hít thở sâu.
trở về, hít sâu vào, thở ra, nâng người lên, chóp úp mặt, thở ra. Nâng người lên. Tưởng là cha con nó về chứ. Hít vào, từ từ hạ hai cẳng tay xuống. Hạ hai cẳng tay. Đúng rồi, khép cho khuỷu tay ngay dưới vai. Hạ cái cẳng tay xuống khi ăn, đẩy cao mông lên. Đẩy cao mông lên, chống hai cái cẳng tay. Tiếp tục để mở vai. Khép hai khuỷu tay lại, rộng bằng vai, không để cho quạt rộng ra ngoài, nó sẽ không có vô cái khớp vai của mình. Rồi, tay nắm dây. Tay nắm dây đi nào. Hạ đầu gối xuống, tay nắm dây. Rồi, hạ hai cẳng tay xuống. Hạ hai cẳng tay xuống đi. Rồi, bật cao cái chân có dây lên. Bật cao chân trái lên. Cao lên, đúng rồi Thủy An. À, chống cẳng tay xuống và thẳng gối sau lên luôn. Chống mũi chân thẳng gối sau lên. Chống đúng rồi Thành Trịnh, rất tốt đó. Thủy An tốt đó. Giờ Thiên, chống chân cho thẳng gối phải. Chống chân thẳng gối phải luôn Thủy. Đúng rồi. Tiếp tục nào. Chằng hai cái khuỷu tay xuống. Chằng hai cái khuỷu tay xuống đi. Thở, nhìn người mẫu đây. Hít thở. Đúng rồi, ép chằn vai nữa đi Thành Trịnh. Khớp vai còn cứng quá Thành Trịnh, chằn vai xuống. Ép vai, ép lưng, ép vai, ép lưng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rất tốt. Ép vai, ép lưng, tiếp tục suy nghĩ vô chỗ đó cho cô. Ép vai, ép lưng, tiếp tục. Ép vai, ép lưng, cả lớp để ý nào. Ép vai, ép lưng, chân nắm dây và bật cẳng chân lên. Bật cẳng chân ra nữa, đúng rồi Thành Trịnh. Cái bàn chân bật lên, đầu gối bật và bật luôn cả bàn chân. Đầu gối bật và bật luôn cả cái bàn chân, hít thở. Hít thở. Hít thở, từ từ hạ xuống đi nào. Hạ xuống. Hạ xuống. Thu người em bé. Rồi đổi chân, đổi dây qua đi. Vậy thôi, có đó là trả lại nha. Trả lại nha, không được ăn đây. Rồi đổi chân xong rồi vào, tay nắm dây và hạ hai cẳng tay xuống như nào. Hạ hai cẳng tay. Rồi, cất tủ lạnh cho để nó chảy. Chống chân, bật cao, chân có dây lên, chân phải bung lên. Rồi chống chân trái và thẳng gối trái luôn. Rồi, chằng vai xuống, đúng rồi. Tiếp tục, kéo, chằng vai, ép, thở. Chằng vai, ép, thở vào vai, vào lưng trên đi. Không để cho vào thắt lưng nha. Vào vai, vào lưng trên. Tiếp tục nào, vào vai, vào lưng trên. Đúng rồi Hiên. Vào vai, vào lưng trên. Lần tay cầm dây chắc là sâu vào nữa Hiên ơi. Sâu vào nữa. Đúng rồi, suy nghĩ vào. Sâu vô nữa. Đúng rồi, suy nghĩ vô khớp vai và lưng trên. Tiếp tục 5. Rất tốt đó. Tiếp tục 4. Tiếp tục 3. Tiếp tục 2. Đúng rồi 1. Hạ xuống em bé, thở ra, hít thở sâu vào, hít thở sâu vào. Rồi chống quỳ lên, tập lại thở lưng mèo để thư giãn cột sống lưng như nào. Cong lưng mắt nhìn rốn thở ra.
Hít vào, trùng lưng rướn cổ. Thở ra, mắt nhìn rốn thở ra. Hít sâu vào, trùng lưng rướn cổ. Thở ra, mắt nhìn rốn thở. Hít sâu vào. Thở ra. Rồi từ từ nằm xuống thư giãn. Nâng tay chân lên rung 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 rung. Rung 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 rung. Rơi tự do xuống. Recording stopped. Chậm chậm xoay mặt qua phải.